Hello, giờ đang có mặt ở cổng đường à. Hôm nay mình sẽ câu ở đây. Vườn nhà người quen. Có mấy cái ao, có ba cái ao, nhưng mà giờ mình sẽ câu cái ao này, nước hơi thấp một tí. Dưới này có cá lăng nè, cá chim nè. Cá lăng, cá chim là cái gì nữa? Lắp bông. Tô măng. Lâu mà được về thiên nhiên. Đẹp không? Gà gái, chim kêu. À, giờ chuẩn bị đòn nghe. Nên mang cái thùng này đi nè, đựng cá mang về nuôi nè. Nay câu mấy con mồi. Giới thiệu với anh em. Hôm nay sẽ ném thử con này ha. Con này là bớt. Bớt bay. Ngày xưa anh em là chơi Yahoo á, thì sẽ biết cái bớt đó là gì. Bớt gây tiếng động á. Con này hơi giống nó một tí. Spinner bay. Con này là top water nha. Rồi, không bị đồ. Ném mấy con này tí rồi bắt đầu. Mấy con này tí rồi bắt đầu xử lý con cherry. Nó được lấy, nó được cho ha. Ok. Vợt cả ngay chỗ nước nó chạy này. Nước nó chạy này, nó vợt này. Ngay đó vậy? Qua đó đứng được không? Được, đó đứng được. Được. Đi nào qua? Đi vòng vòng à? Đấy. Này, từ từ để em làm đồ nghề xong nè. Đứng sau. Đi vòng quanh hồ đó ha. Con bớt này nó có lợi thế là trong mấy cái hồ nuôi là tạo tiếng động sạch 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 sạch, giống như là đang cho cá ăn. Bên kia là ông anh. Nước hơi thấp tí. À, thấy nó kêu sạch sạch không? Buổi sáng câu rất là dễ dính. Action của con này rất là dễ. Ném là quay. Đó là không ăn thua rồi, thường thường mấy con này em có cá là nó quất liền rồi. Lóc bông dưới này còn nhiều không Lộc? Chắc anh Hùng anh mới cho con heo xuống đây rồi. Ở dưới này mồi cho ăn là mồi thiên nhiên luôn. Nhà nuôi heo, heo nào chết dục xuống nguyên con mà cho nó quất. À, mình cứ chịu khó quay tay đi, vận may sẽ đến. Sáng nó chưa chịu ăn sáng rồi. Đổi mồi. Đổi mồi. À, mấy con này câu chắc mấy lần mà nó không ăn à. Thôi à. Đổi mồi. Mồi này có vẻ được.
Thấy con gì không? Câu được con tép. Dính con tép. Đó, con tép nó dính cho người. Tháng câu được con tép là coi như chống móm rồi. Dính là nha, dính là nha, dính là nha. Cái gì trời? À, sóc leader dây số 8 mà nó cắn đứt bắp. Biết đứt hay tuột nữa. À, dính rồi. À, cá gì cá con hả? Luffy. Hơi buồn tí nhưng mà cũng không sao. Nó dính là được rồi. Rồi nó ăn đẹp không nè. Ơ. Ừ. Hai lưỡi trên một lưỡi dưới. Vậy sao cỡ? Cá nó cứ bay lượn thế kia. Cái nước câu khó, cá bay nữa sao câu. Lắp bông đâu, tới đây chơi với anh nào. Vừa câu vừa đọc thần chú. Dính rác. Quái vật lên. Lên mấy con quái vật nè. Quái vật đầm lầy. Dính rồi, dính rồi, dính, 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 dính. Dính, dính, dính. Cái gì tới thì nó sẽ tới thôi. Kéo, kéo đi, kéo đi. Lên. Đù 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 đù, con gì đây? Cá chê. Ơi. Ôi, cá chê bự. Ôi 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 ôi. À, chê khổng lồ. Con này chắc phải 2 kg mấy. À, nó bự quá các bạn ơi. Nè, coi nè. Đó, con cá chê nè. Ý, có chấm đen dễ thương à. Đến giờ giải khác. Xin tô. Xin tô lúa mì. Đít cho mồi nữa. Ngồi mẹ đây nhậu cho rồi. Họ phải làm mồi. Ờ, phải phải. Yo yo. Không sảy nữa đâu. Ơi 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 ơi, không được, vô đây, vô đây, vô đây. Vô sát bờ đi. Lóc bông. Yeah. Cuối cùng là cũng dính được em lóc bông rồi.
ghê. Bắp bắp bắp. Đang vầy hỏi sao không đứt dây. Vừa mới quay vừa thả xuống cái là hết pin luôn. Cái răng nó bị ghê. Chuyến đi Thái câu đã thành công. Tháng sau mới bắt đầu chín đúng không? Tháng sau xuống chơi. Mấy con vừa nhôm chôm nè. Mít nữa nè. Đó, ngày xưa là một rừng sầu riêng luôn. Chặt bớt hết rồi. Thâu nữa. Rồi, chuẩn bị đi về. Về thả cá vào hồ nữa. Bye bye anh em nha. Hãy chôm chôm đẹp không?